Hello, xin chào toàn thể các anh em cùng các nghệ nhân chơi chim. Hôm nay thì mình có về một lô trào màu Quảng Nam. Hôm nay mình có về được một cái lô này tầm hơn 30 con trào màu Quảng Nam nhé. Toàn là trào màu hàng đẹp. Thì anh em biết đấy, trào màu Quảng Nam với Huế là một loại trào màu hot rất hay. Thì hôm nay mình về được một ít trào màu đây. Toàn là hàng đẹp không, toàn những con to khủng dài, hàng gọi là màu gọi là dày đậm, hai má đậm đỏ đậm luôn, hàng rất là VIP. Anh em ai có nhu cầu liên hệ, mình sẽ để số điện thoại ở dưới phần mô tả, thì anh em muốn mua thì liên hệ vào số đấy. Đây, mình hôm nay mình về được một số, quay cho anh em cùng xem đây. Toàn hàng VIP không ạ. Hàng chim này đã vào cám cứng rồi. Hiện tại anh em muốn mua về thuần chơi thì rất là hay. Hàng bao trống luôn. Chim rất là to. Đây nhá. Đấy, nằm trong góc kia kìa. Rất nhiều, tầm độ hơn 30 con, phóng to lên cho tất cả anh em cùng xem này. Đấy, nhìn thấy chưa, toàn hàng đẹp không nhá. Đây, hàng rất là đẹp, nhìn thấy chưa. Đấy, con nào con đấy, nhìn bộ dáng bộ to mà dài trường chim luôn, màu rồi yếm miếc các thứ là đậm và dày luôn nhá, móng miếc là đầy đủ, không tật lỗi gì. Có một số con màu đá lân một chút các toàn thể anh em nhá. Đấy, mình để ý có một số con là có màu hơi đá lân một chút. Đây, hàng rất là đẹp. Thấy chưa? Đây này, đấy. Giờ anh em nhìn thấy những con ấy chưa, mũ nó dựng đứng lên đá về phía trước, nhìn rất là cao, mũ rất cao đấy. Mà nhìn dài con chim rất là đẹp, hai yếm hai bên má rất là đậm và rất là đẹp. Con chim yếm nó đậm đỏ luôn nhé các bạn nhé. Loại này nếu mà bạn mà có thời gian về chăm sóc cái loại này lên lửa cho mấy em này thì khỏi phải nói, tuyệt vời luôn. Trong này có rất nhiều những loại trào màu là bẫy đấu nha toàn thể anh em. Hàng bẫy đấu trong này cũng có rất nhiều. Thì hôm nay mình gom hết một số đấy, là lấy hết về để chơi và dùng dần. Nếu ai có nhu cầu thì mình sẽ để lại. Anh em có nhu cầu. Đây, toàn hàng VIP không. Con nào con đấy là nhìn rất to mà dài, trường chim luôn. Hầu của nó cũng rất là to luôn. Thì như anh em biết thì loại này là loại chim của Quảng Nam với Huế là loại chim là hot hay, rộng dài hay nhất trong các loại chim. Hôm nay mình lấy được một cái lô này về dùng để chơi. Anh em ai có nhu cầu mình sẽ chia bớt lại cho chơi. Nếu mà mua lấy số lượng từ 2 con trở lên mình mới ship nhá, lấy 1 con thì mình không ship đâu. Đấy, mình nói trước, 1 con thì ship không bỏ tiền ship nha toàn thể anh em. 1 con nó không bỏ.
cho nên phải mua từ 2 con trở lên thì mình mới ship được. 1 con thì mình không ship, 2 nữa là phải chuyển khoản trước thì mình mới ship, còn nếu không chuyển khoản là mình không ship nhá. Đấy, nói rõ như thế. Đây thì hôm nay về được ít này thì quay cho tất cả anh em cùng xem là được biết. Toàn là hàng khủng nha. Đấy, nhìn thấy đuôi không? Anh em nhìn thấy đuôi chưa? Đuôi xòe ra rất đẹp, bản rất rộng và đẹp. Con nào con đấy không bao giờ hai cánh khép lại kít xếp nhau nha, mà nó chỉ xếp vừa khéo thôi, chứ không có xếp chéo lên nhau nhá. Cánh đấy, các bạn chọn chim là phải nên chọn như vậy, thì sau này mà chơi là chim cánh của nó sẽ múa xòe ra các bạn. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Đây, phóng to lên cho bạn xem nhá. Đấy, được mấy em to chưa? Đấy, mấy em toàn chim khủng nha, bao khủng luôn các bạn nha, bao trống luôn, liếm má rồi là dày rất đậm luôn này, hầu bò, rộng hầu bò nhá, cổ của nó là hầu bò luôn. Rồi, ok nhá. Nếu anh em cùng các nghệ nhân mà thích thì mình sẽ để lại cho nhá. Và mình rất mong toàn thể anh em của các nghệ nhân thì hãy đăng ký kênh này của mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em của các nghệ nhân nhé.